nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 20 phút di chuyển, nông trại rau thủy canh Đà Lạt là một trong những điểm tham quan không kém phần hấp dẫn du khách mỗi khi du lịch tại Đà Lạt. Thời gian gần đây thì du lịch tham quan trang trại đã thu hút rất nhiều lượng du khách đến tham quan, và một trong số đó phải nhắc đến là trồng rau thủy canh. Thế thì trồng rau thủy canh là như thế nào? Ngày hôm nay hãy cùng với Chí Thuận tìm hiểu nhé. Tham quan nông trại rau thủy canh, du khách sẽ có cơ hội tận mắt nhìn thấy quy trình chăm sóc cây rau thủy canh, thu hoạch rau ngay tại nông trại. Bên cạnh đó còn có khu trưng bày và giới thiệu các loại rau cùng với cách chế biến và công dụng để du khách lựa chọn và thưởng thức rau đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Qua tìm hiểu thì Chí Thuận được biết đây là mô hình trồng rau thủy canh luân hồi, thì tại đây sẽ có một cái thùng chứa nước và cái dưỡng chất cho rau, và có một cái máy bơm để mà bơm nước cũng như các chất dưỡng chất lên các thanh như thế này, và sau đó thì rau sẽ hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng, và khi hấp thụ đầy đủ chất dưỡng thì rau sẽ rất là tươi xanh và thơm ngon, đặc biệt là vô cùng sạch sẽ. Sẽ là một thiếu sót lớn cho mỗi du khách khi đến với Đà Lạt mà bỏ qua bước khám phá chợ đêm Đà Lạt. Là một nơi hoạt động náo nhiệt, chợ Đà Lạt về đêm trở thành điểm hẹn cho những du khách thích mua sắm quần áo, tìm hiểu ẩm thực địa phương hoặc đơn giản là dạo chơi giữa không khí lạnh giá, lang thang khu chợ và hòa mình vào nhóm khách du lịch túm tụm thưởng thức đặc sản hoặc tìm mua một chiếc khăn quàng cổ làm quà cho người thân. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ của bạn vào mùa hè tại phố núi Đà Lạt. Trong tiết trời xe lạnh của Đà Lạt mà thưởng thức những món nướng thì là điều tuyệt vời nhất, quý vị bằng. Món bánh tráng nướng là món ăn luôn hấp dẫn thực khách khi tới Đà Lạt. Đây cũng là món trứ danh làm nên thương hiệu của mùa lạnh tại Đà Lạt. Tại chợ có rất nhiều loại bánh tráng, đa dạng về nhân cho du khách lựa chọn như trứng cút, xúc xích, phô mai và khô bò. Bánh nướng trên than hồng, sau khi nướng chín và giòn đều, du khách có thể gấp lại làm đôi hoặc để nguyên chiếc và thưởng thức. Biết được Thuận uống món gì? Chia sẻ luôn nha, đây là sữa đậu nành trộn với lại sữa tươi. Trước khi uống thì sẽ khuấy đều lên để cho trộn lẫn với nhau thì mùi vị sẽ thơm hơn. Bé béo ngày ngày, ngon tuyệt vời. Chợ đêm Đà Lạt không ồn ào như nơi khác, nó nhẹ nhàng ấm áp trong tiết trời se lạnh của thành phố ngàn hoa. Để hành trình khám phá chợ đêm Đà Lạt trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn, du khách đừng quên lựa chọn một vài món quà ưng ý, đặc sản hay những món đồ thủ công làm quà kỷ niệm dành tặng cho bạn bè, người thân, hay chính là để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời khi đến du lịch tại Đà Lạt.